Good afternoon, mình là Trung Phi Shooter đây. Thì đã lâu rồi chúng ta không lâu rồi mình không coi Clan với Phi làm gì. Thôi cứ trồng dần đi. Trồng dần cho em. Sương mù. Sương mù dày đặc quá. Nói thật luôn, sương mù dày đặc quá thôi ạ. Ok. Má, go. Bóc mẹ cây đèn rồi. Bóc mẹ cây đèn rồi tao ơi. Con rồi. Ninja, nó đi chậm, nó chậm lại rồi. Thôi thì Nó kia rồi. Không qua được.
Leo Leo. Ahora, no, ahora. Ahora, uy, ay. Dímelo. Uy, ay. Uy, ay, qué bien, mira. Không, nó ăn cây đen rồi. Ôi mày quá. Bay đâu? Nó bay đâu rồi? Nó bay đâu rồi quý ơi? Xuống đây chơi. Theo như mình nghĩ à, nghĩ là mình sẽ múc hai con đấm đi. Mày quá rồi, nó con ra cái chân con. Ui dồi ôi. Á, không qua được. Nó không qua được. Ui ui ui. Ready?
Ôi, không được. Không được. Không được. Thôi nào, cũng sắp. Màn chơi số 5 là màn đập rồi. Đoán nghe không sai. Không. Ok. Biết thôi rồi, giết mẹ ơi, giết chết mẹ ơi. Ôi nha, thằng Disco. Cút mẹ mày đi, cút con mẹ. Cút mẹ mày đi. Cút mẹ mày đi. Khoan, nếu mình chọn con nấm, bé nấm này thì nó sẽ sợ. Chỉ dùng mấy con lại van bò mời. Let's go. Khoan cho mình lại chọn. Khoan cho mình lại chọn con này. Trời ạ. Phát thôi lại cho con bị gai. Phát thôi lại. Ok, chọn lại nào. Nào nào, ăn tạp thì mình sẽ trồng nha. Mình sẽ chọn cho con thế đi, thế. Chơi con thế. Chơi con khế rồi, chơi con khế. Chơi con khế. Hai này à này. Hai này à, hàng an toàn này. Hai hàng này. Đây là hàng an toàn này. Ui đi, sao mình. Sao mình trông ra đây. Ui đi, sao mình lại trông ra đây. Hàng còn lại hai hàng cờ. Cả
cái xe cất bỏ là hàng không an toàn. Dưới hộ có chỗ an toàn này. Dưới hộ là có chỗ an toàn. Cũng là chỗ an toàn nhất rồi để mình phải... Tuy là con zombie nó không biết bơi, cái con zombie đảo bới nó không biết bơi nên cứ thoải mái trồng thôi chứ có gì đâu. Còn hôm nay mà này thì mình sẽ dùng con để cho con đào bới. Quý vị nghe thấy gì không? Mày quá, tưởng nào là tiếng của con nữa. Nó kia rồi. Chọn nó. Chọn được rồi. Nó lại chọn nó. Nó lại bị chọn. Nó lại bị chọn. Rồi bị tròn. Và làm gì đây? Giờ mình sao đây? Chọn. Để cho năm ra. Nhanh. Bật đèn lên. Nó đã bị tròn. Chicken. Ah!
Tròn được. Tròn, nó đã bị tròn. Tròn được. Tròn được con này à? Chuẩn bị đây, chuẩn bị cho. Chuẩn bị chơi đây. Cho nó nó bị con. Ủa ta rồi. Không sao, không sao. Chờ đi ơi, cho nó xem thôi, cho nó. Ôi giời, mẹ nó ăn mất một con kế. Nó ăn mất một con kế. Thôi đào cũng thật là rồi, không trồng nữa. Không trồng nên không trồng con khoai tây làm gì. Đào cũng sắp tới rồi nên không cần trồng con khoai tây làm gì. Ủa ấy nó cắn ghê. Walnut first aid kit, fresh new walnut damage.
À, trước các bạn nào chưa điểm thì cao. Nghĩa là mình sẽ chơi mà bắt đầu với này lại dùng con khoai tây tiếp để cho mà này hôm nay mà này cho lại cho con ấy tiếp còn cho con nào bới tiếp hôm nay cho mà này lại cho con đào bới tiếp đâm chúng cái cào đi đâm chúng cái cào hết loại zombie ấy, phải gọi là zombie mù đường cũng là khu zombie mù đường đi đứng không có mắt
chồng đi chết rồi. Vào chỗ chết, nó vào chỗ chết rồi. Nó vào chỗ chết rồi. Con zombie đợi xô đây nhỉ, sương mù dày đặc quá, mình chẳng nhìn thấy nó. Chắc nó ở đây. Ôi chết, nó quên mất nó ở dưới hồ. Đứng im. Con zombie đợi xô đâu nhỉ? Mình thấy nó sương mù dày đặc quá, quên nó. Nếu như mình chọn con đèn này, giờ này, chuyện này đã không xảy ra rồi. Mẹ à, đi xuống mẹ à. À mày rồi. Thank you.
usar ele, não. Thôi không kịp nói lời tạm biệt thì mình dừng video đây để điện thoại hết dung lượng rồi.